mẹ con chụp quá dạ quá. Cô đang chặt cho khách nha. Dạ miếng sụng á, sụng á thì nó giòn đấy cô hả? Dạ. Xin chào tất cả các anh chị, cô chú đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại là Cuộc Sống Sài Gòn TV đang đứng trước địa chỉ là 118B nè cả nhà. Nguyễn Thằng Hiến nè, phường 18 quận 4. Thì đến với xe bánh mì của cô Cẩm Hương nha cả nhà. Đặc biệt đó là bánh mì xương sụn cải chua, một món ăn rất là lạ. Rồi, hấp dẫn không? À, cô đang mình tới thì thấy cô đang làm nè cho khách. Dạ con chào cô. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá cô. Wow, coi cả nhà. Cô bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Wow, ổ bánh mì to không? Dạ, đến 10 giờ rưỡi tối rồi cô. Ui, hấp dẫn quá. Cô bán được mấy chục năm rồi đó cả nhà. Rồi, đây là sườn đó cô. Sườn sụn. Mình tính là một ổ, tính ổ hay là tính là... theo gram của thịt cô? Bây giờ cô nói nha không? Cái này là nếu mà bán 100 gram là 40.000 trăm, còn là 400 ngàn ký. Dạ. Còn bánh mì là có hai giá. Dạ. 25-30. Dạ. Hay là sườn sụn. Sườn sụn, dạ. Ôi hấp dẫn á, nhìn cái thâu sườn cô ướp hấp dẫn không cả nhà? Khá là hấp dẫn. Dạ. Bánh mì sườn. Cái này là bánh mì nhỏ lớn nè. Dạ. Cô là 5 ngàn. Bánh mì khổng lồ, bánh mì to cái gì cô hả? À. Có hai loại luôn. Ở này ổ nhỏ, cái này dạ. Là 25 ngàn ổ. À. Cái này là 30. À, cái 30 là to. Dạ. Rồi, cái này là 3 ngàn bánh mì không, cái này là 5 ngàn bánh mì không. Dạ. Ồ, đây ngoài sườn sụn nè, là cô có chả nè cô. Dạ, có xí mại nè, có dạ. Chả thịt nguội. Ồ, chả thịt nguội, rồi có phá lấu nữa, chè cá nữa. Từ từ đi cô giới thiệu nha. Dạ. Đó, cô làm nè, cô làm ổ bánh mì 30 ngàn nè. Cô bỏ cải chua. Đặc biệt bánh mì cô bỏ cải chua ha. Ôi, hấp dẫn không? Có cải chua vậy đó. Dạ. Hai ổ hả chị? Dạ, hai ổ bánh mì xương. Ồ, trong cái thau cải chua của cô làm hấp dẫn lắm. Wow, nhìn miếng thịt hấp dẫn không cả nhà. Cô đang chặt cho khách nha. Dạ, miếng sụng á. Sụng á thì nó giòn đấy cô hả? Dạ. Nãy con mới đặt á, có rồi đó. Đúng rồi, cô phải cân chứ. Dạ, cái không là chỉ có một ổ, có hết thôi nha chị. Dạ. Đó, có 30 á. Đây, rồi. Để cho con chụp tấm hình cô. Rồi, cô quay cái tay con kia nè, cho đẹp. Đó. Ôi, hấp dẫn quá. Dạ. Ôi. Đây, nó cho hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ về ẩm thực đường phố đó cả nhà. Thì đến với chùa Cẩm Hương nhìn xe bánh mì xương sụn cũng lạ quá. Chắc ở Sài Gòn chỉ có duy nhất quán cô quá hả? Có con cô bán rồi đó. À con cô bán là ở đâu? Ở 453 Nguyễn Gia Công. Gò Vấp Tân Bình. À rồi. Nó có hai nhánh, nhánh Gò Vấp, nhánh Tân Bình. À nhánh Gò Vấp với Tân Bình hả cô? Dạ. Dạ. Dạ 60. Một ổ 30 ngàn nha cả nhà. Đây cô Cẩm Hương nè. Có tí mại nữa nè con ơi. Dị Nghi nó mới lên thấy không? Dạ. Dị Nghi mới lên á. Dạ. Dễ hả cô? Diễn viên
nên là nó quay lên Diệu Nhi á hả? Ừ. Quay á hả? Ôi quán bánh mì mà có diễn viên là quay luôn. Có diễn viên đồ tớ. Có nhà báo đồ tớ. Dạ, nhà báo đồ tớ luôn hả cô? Nếu mà cô tính ra là cô bán được bao nhiêu năm rồi? Cô bán được lúc đi thuê mẹ bán từ nhỏ. Nhưng mà gia truyền á, bánh mì truyền sụng gia truyền. Dạ. Cái dưới có ớt. Cái nào nó cũng cay á nhưng mà bó tay với chị á. Là cô có đặt online nữa, rap rồi nữa cô hả? Rap food. Ai muốn ăn nào thì qua nào về nào. À. Ồ cô có mì bánh mì chay nữa hả? Có. Đây để cô lại con nhớ cái này cho. Dạ. Đây. Là bò nướng nè. À đây là bò nướng rồi cô. Bò nướng là 20.000 một viên. Dạ. À đó. Một viên này đó hả? Bò một viên khổng lồ là 20.000 trời ơi. 20.000. Dạ. Còn chả cá là 25.100. À 25.000 một miếng đó. Còn 100 gram. À 100 gram hả cô? Tưởng. Ừ. Dạ. Có sườn là 40.100, 400.000 ký. Dạ. Nấu rồi gồm có nè, lưỡi nè. Lưỡi. Bao tử nè. Dạ. Lỗ tai heo. Lỗ tai heo. Cũng là 40.100 luôn. Dạ. Có ai muốn ăn gì ăn. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá cô. Lấy hàng thử cũng. Dạ. À cô có bán bánh mì không, còn đây chả nữa nè cái nha. Đó, chả nhà làm luôn á, chả lụa hai luống. Ồ, chả nhà làm luôn hả cô? Đúng rồi. Ồ. Gần Tết là xây qua bán chả thịt cuội. Dạ. Ôi, hấp dẫn không cả nhà. Ôi, nhìn nha. Có lưỡi nha. Lưỡi heo. Lưỡi heo. Cô chặt cái lưỡi heo ra đó. Đó là khá lấu nha cả nhà. Còn cái này là thơm lắm nè cô hỏi. Dạ thôi để coi cô. Dạ. Đặc biệt là của cô là làm sạch sẽ vệ sinh. Dạ. Thực phẩm. Con nhìn thấy là hấp dẫn quá rồi. Nói chứ nhiều người tới ăn lắm đó con. Dạ ơi. Có diễn viên đồ cô Cẩm Ly cũng có tới đây ăn. Cẩm Ly luôn á hả? Trời ơi bất ngờ luôn không? Rồi bên con La Ngọc, nó Ninh Dương La Ngọc nó cũng có ăn rồi. Dạ. Nó cũng đăng quay phim này lên rồi. Dạ. Diệu Nhi cũng lại ăn. Diệu Nhi phim đăng lên luôn rồi. Dạ. Tức là quán bánh mì thiệt sụn của cô là rất nhiều diễn viên tới để thưởng thức nha cả nhà. Diễn viên, ca sĩ. Đặc biệt Cẩm Ly đồ. Cẩm Ly vợ chồng của Cẩm Ly. Đúng rồi, với lại gì? Hữu Tính nè, Hữu Tiến nè. Dạ. Với gì chú Quốc gì á. Ồ vậy là xe bánh mì của cô là quá nổi tiếng rồi. Đúng rồi, có cái chú gì mà đóng gặp chấm viên gì nè, có cái chụp tóc nhỏ nhỏ. Ồ. Đây là xíu mại 20.000 viên. 20.000 viên luôn phải không cô? Ôi hấp dẫn không? Xíu mại khổng lồ quá nha. Xíu mại đó, 20.000 viên. Dạ. Cô tưới nó xóa tập viên. Nhìn hấp dẫn không? À cô tưới nước ra. Cái sốt lên. Cô Hường, ôi trời ơi, hấp dẫn không? Quá là hấp dẫn. Cả nhà nếu có dịp đi ngang qua đây nha cả nhà thì có thể là mình quay lại địa chỉ nè. 118 B Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4. Thì xe bánh mì thịt sụn của cô là cô Hường nè. Khá là nổi tiếng nha. Bởi vì diễn viên rồi ca sĩ rồi tới thưởng thức không à. Hiện tại là ủa địa chỉ thứ hai của cô là ở con trai cô là ở đoạn nào ta? Ở ngay chỗ 453 Nguyễn Văn Công. 453 Nguyễn Văn Công. Gò Giáp không ở cô? Ở trên tầng bình có mấy xe và Nguyễn Kiệm có nữa. Ủa xe là xe mình lấy của mình đó hả? Là lấy thương hiệu của mình luôn á hả? Đúng rồi, của con cô á. À. Còn của cô là Cẩm Hường. À. Kia là bà Hường còn cô là Cẩm Hường. Cô không có chịu lấy chung với cái hiệu của nó. Dạ. Tại vì mẹ cô đặt tên vậy đó, cô lấy tên cô rồi chứ cô không có chịu đặt tên. Dạ. Bà Hường nhìn nghe già ghê quá. Bà Hường nghe già quá hả cô? Tên Cẩm Hường đẹp cũng chết luôn. Dạ. Tự nhiên là Cẩm Hường ơi, Cẩm Hường đẹp mà tự nhiên đặt cái bà Hường. Nhiều lúc mình cũng muốn trẻ thêm xíu, đúng không cô? Mấy bữa đó mùa bạc lắm đó, hôm nay nhộm. Nhộm lại ha. Dạ. Để với người khách ta lại nói. Cái này là nhà mình luôn, mình ở đây luôn từ hồi vợ hả cô? Cái này là nhà của má mua năm 2000. Dạ. Rồi, dạ. 2000. Dạ. 597. Dạ. Cô là lâu. Ờ. Nhìn hấp dẫn không nha? Nhìn là ghiền à, chọc nữa mình phải làm một ổ nha. Dạ. Ẩm thực đường. Dạ, con có quay số điện thoại luôn rồi. Đây, số điện thoại nè là cô đặt online nha cả nhà. Khắp khu vực Sài Gòn.
Cua Hường nướng. Nhìn cái miếng thịt sườn rồi, thôi trời ơi, thịt sụn nè. Ghiền. Ai muốn ăn bánh mì sườn thì gặp Cua Hường. Cua Hường. Cơm sườn cũng gặp cô Hường, mua sườn để về ăn cơm. Ủa cô cũng mua sườn à? Mua sườn về nhà. Con cứ tưởng là cô bán cơm sườn luôn chứ. À mua sườn nghe cái nhà. Mua sườn về nhà ăn cơm. Về nhà bắt mà cơm anh ăn. Dạ. À, vậy đó. Dạ. Ôi quá hấp dẫn. Có ngày nào mà mình bán hết sớm không cô? Cô đang 10 rưỡi, cô bán tới 10 rưỡi cô mới về. À về cô bán sớm được. Dạ. Không về sớm được cô. Về sớm mất khách hết. Dạ. Mấy đứa nó đúng rồi đúng rồi, nhiều lúc tới trễ đó cô. Nó tới giờ không có, nó đi về đồng nghiệp đó. Dạ. Mình cũng phải chờ cho nó đợi tới đúng giờ mình về. Dạ. Ồ hấp dẫn không? Có mấy đứa bữa Bình Dương xuống đồng nghiệp nó mua có 3 ổ mì mà nó chạy xuống đây. Trời, 3 ổ mì mà chạy từ Bình Dương đúng là cô hả? Dạ. Cô thấy đồng nghiệp nó bán nhiều thịt. Dạ. Thấy cô làm đang ra thịt nha cả nhà. Thấy miếng thịt nào miếng chà bá không? Ờ, miếng thịt miếng nào miếng nấy chà bá luôn á. Cô cầm miếng lên con cô. Ừ. Ôi ôi. Đây đó nè. Dạ. Ôi ồ. Đã không? Nhìn miếng thịt là mình thấy là ướp nè. Tỏi. Đó, cái này tỏi. Nước mắm. Không có nước mắm đâu. Không có nước mắm mà cô. Con tưởng nước mắm chứ. Này là tỏi mình nãy thôi cô. Cái này là nhà cô ướp theo kiểu gia truyền. À gia truyền phải không? Không có dạ. Mấy cái mật ong kiểu tôi gì á. Dạ. Ăn nó đậm đà ngon rồi. Dạ. Quá là hấp dẫn. Thì cuộc sống Sài Gòn. Dạ đúng rồi, làm cho con ổ đi cô. Cuộc sống Sài Gòn TV. À hôm nay ổ nhỏ thôi, con ăn ổ nhỏ thôi, ổ to quá. Không, con làm con ăn ổ này nè, lát cắt ra con bẻ ra con làm thịt gì nè, bẻ ra giống mấy đứa cho tập con. À dạ dạ. À đó. Con ăn ổ ổ thôi. Dạ. Ôi hấp dẫn quá. Ờ xuống ăn đi rồi là cô Hường đã bán. Dạ. Ngon lắm. Ghé thưởng thức bánh mì của Hường. Ủa nó nghe bây giờ con ăn sườn sụn mà sườn lạ. Sườn gì sườn sụn đi cô. Cho nó lạ đó. Lạ đi. Đúng rồi, cho nó lạ lạ đi. Thầy cái nhà ơi. Ê, con không ăn cái kẻ chua, cô lấy ra giùm con. Cái vì con không ăn. Dạ. Đó cho con ấy được rồi. Kẻ chua là ngon lắm. Đúng rồi, kẻ chua là ăn cái đó, kẻ chua là ngon. Do con không ăn á. Do mình không ăn kẻ chua nha cả nhà, bởi vì mình ôi hấp dẫn lắm. Rồi cô cứ bỏ hết rồi tính hết cho con đi. Ừ. Lại con không ăn kẻ chua nhìn nó ngon hơn. Dạ. Bây giờ cô để miếng cà chua đây nè, con chọc con quay đi. Lát con lấy ra cho đẹp chứ không có biết. Đúng không? Dạ. Ôi, hấp dẫn không cả nhà ơi. Cô làm đây miếng cà chua cho con. À, đúng 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 chắc của cái ổ bánh mì này là thêm cái hương vị cà chua này vô nữa nghe nha. Rồi. Nhất định là phải xuống cô Hường ăn mấy đứa. Dạ, nhất định là phải xuống cô Hường ăn nha. Ừ. Rồi. Đó, mẹ con chụp. Quá. Dạ. Dạ. Ủa, quá. Nhìn bánh mì hấp dẫn không nhỉ? Rồi. Nó nửa thế kỷ. Dạ, nửa thế kỷ rồi. Dạ. Bây giờ con ăn này cô lấy ra nha. Dạ, dạ. Cô lấy ra để cô Trang cho con. Dạ. Còn bên con đem về con ăn. Dạ. Ôi, hấp dẫn quá. Cô Trang vô luôn đi. Cô cứ Trang vô là con cắt hai. Thôi, tại con chưa có ăn hết mà. Dạ, dạ, dạ. Bánh mì khổng lồ. Cô cắt ra. Ôi, hấp dẫn không? Rồi, cô Trang nước sốt lên. Nó gặp đặn, nó xanh xanh. Dạ, ôi, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Phải bỏ ra ăn cho Trinh. Rồi, đưa đây, con ngọt con ăn luôn. Rồi. Ôi, mời cả nhà thưởng thức bánh mì cực kỳ nổi tiếng của cô Hường nha. Ở quận 4, Sài Gòn. Mà diễn viên điện ảnh nè, ca sĩ Cẩm Ly nè.
cô đến thưởng thức nha cả nhà. Rồi. Diệu Nhi. Rồi mời cả nhà nha. Cua hương Mỹ Tho nè cả nhà. Hôm nay cậu Tạo mang gì cậu Tạo? Ngon quá. Hấp dẫn. Trời ơi, thịt nó thấm, nó tốt mềm, ngon. Ngon. Ngon quá. Nó không có cướp gia vị ngon quá. Ngon lắm nha. Con có về đây để mẹ mẹ rồi. Hồi nãy cái hàng nó cũng nhiều trên năm chồng cũng đầy. Good one. Cuộc sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn tất cả các nhà. Nếu có dịp đi ngang qua khu vực quận 4 thì có thể là ghé, địa chỉ là 118B nghe cả nhà, Nguyễn Tăng Hiến, phường 18 quận 4 để thưởng thức món bánh mì khá là ngon, thấm người đảm. Ngon.